Từ dư đâu, từ dư em. Từ dư có chơi được con gấp thôi. Sau này em nhìn nó kêu từ dư. Con gấp nó hơi gần ấy. Nó gấp gần qua đường đuôi. Con này chuyển bình kỳ lân, kỳ lân, kỳ lân. Không biết đúng là bên một á con góc này hơi gần gần vậy Long đi câu hơi gần gọi Long sai nhỏ câu hơi gần cô bạn. Em chào anh Thịnh anh Chiến Râu nha. Trong ngoài kì. Rồi là mời thi vào sầu con. Cho tầm bình thường em, hai ba ngày tầm lưng bình thường mà, kiếm tầm mới sao được. Em chào anh Thanh nha. Đúng rồi em, Ngọc cái lưng. Rồi còn Ngọc Tịnh Ngọc mới dòi này. Lâu gặp mẹ phà nói là chuẩn khóc lắm. Anh em nhìn đi mà cứ nói quỷ dữ vậy là 11. Con đi nhỏ con anh à, con đi nhỏ con. Dạ em cho anh chân lượng. Bỏ cái lông này câu nó hơi gân ấy. Thì xa thì nó chạy đạo lắm. Anh dùng nhiều loại mà, và nó hợp với dùng. Chào anh em nha. Chào tạm nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bồ đào bao sụp đấy mà. Bồ đào này bồ đào không sụp mà. Cô kem thưa quý vị. Bỏ ra ngoài bồi được, Đây hú 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 đĩa lại ra nào. Lên đến chỗ cây mong cục chơi đéo ơi. Lên đồ quê đéo ơi. Không có chết. Thế nghe Phạm Thị Liên ạ. Như gọt kim long mà gọt cái mức cục thôi. Không em ơi, do nên vậy em. Còn đến anh bạn thôi em ạ. Còn đến con về bắt bắt về về câu rừng anh bạn thôi. Không, không phải đâu trời. Con đi dùng mà sao sao bù tà. Trời nặng, lên lấy hàng cùng mạc thế đéo nè. Thôi. Cầm nhiệt nổi không? Không cho anh tôi đâu phạm nhá. Ngay là vừa thí, ngay là thí ván luôn à anh. Ngay là có người thí ván luôn đấy. Cầu gân quá. Con đi về đổi, con đi hơi gân. Cái lông đi sai nhỏ. Mà cầu to. Lông đi để cho cặp lột đấy. Được cặp lột dung mới chưa thấy cầu lại. มันจะอยู่ที่ลําบากมันจะอยู่ที่ความ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 ลําบากมันจะอ
bao đó anh lấy cà phê đen em thương á. Ngọt cái hồ mày ngọt cái bên một đứa bên một đứa này còn một đứa cái đây là gọi hồi đang chín biến là bao đủ mà sao mình mua chín đen nhiều nhiều nó tàn cái hay là một cuộc đại cái không biết ngay nó đã đi ra bị tàn cái không này nó thế hết nó bị tàn lên mười ngày liên tiếp hồi bên đấy đã đi nó mới kẹt ra bên tàn đi. Thank you.
Do thả anh đang đưa ông anh nuôi em ạ. Hôm nay có chín căng gì là con chơi mạnh. Anh cho anh đi lương vậy? Đi làm không? Đi đám mà. Đi thay đi làm đó. Lại đào đưa đi ăn đây đi cây mệt nữa mà đồng hàng đấy đấy mà đụng nệt quàng hoang rồi à. Một đôi mỗi khi đợt tập năm sáu đợt anh đi Hà Nội mày đem em được cầm đi mới thi cách đây 2 ngày nha mấy anh em đi chờ việc cho vui uống cà phê vui chào Tùng Vũ nha chưa thầy rửa xe nha con đang để nhà con đây con ở nhà góp tiền cho nghỉ rồi chào đào ngon anh đỏ với anh cho nghỉ rồi vừa rồi bắt cái con ở giải mờ rồng này cũng đẹp vừa vua anh đồ giúp em vậy đi bỏ em cái đồng ga luôn anh đi là cái đồng ga đổ cả bọn không được luôn được bỏ qua đây luôn được có gặp nhau mới gặp qua đây ngồi, hello, qua đây ngồi cho vui, qua đây, bên là mát, bên là khả năng mát hơn, buổi sáng có đây mát thế, hello, nặng quá,
khi mà mới thi về anh đạt anh nhiều thôi chào anh em nhá. Nhưng khi mà mới thi cái tay mày ngay cho mấy thi bài em chỉnh mày ngay mấy bài em chỉnh thi ngay món đi à. Hai ngày mà hai ngày chứ mấy em quá mấy hết tuyệt chứ hả anh cũng bận chứ không thả xì lọ thả xì thả cái chuyện nhớ cái chị anh gọi anh chạy về lại đâu ấy đến chỗ Phan Thiên Liên á. Không phải em là thằng Nguyên anh mời lại về sáng đi đang mời như anh em gửi về sáng đi thấy hiểu không mời phí ngay chủ nhật anh rồi tất cả anh hơi hiểu mời cho anh em nha. Bung bung trời cho anh em qua cho vui. Chào Tú nha, ông Rêu Tú ơi. Cam Vinmax. Cam của Vinmax. Đây. Được em, nó hợp có được mà chay anh phải chay chay này dẻo là được thôi. Con trồng là hợp câu thôi. Áo lông đẹp không em, áo lông Dubai này. Áo lông Dubai là đẹp này. Ok luôn. Sáng nay Căng Bố không đi chập thi à Căng Bố. Cho anh em nha, mời tay quá. Mời ba anh em nha.